Nhiều người mô tả cô ấy là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất đến thế giới bóng đá, nhưng đa số cho rằng cô ấy là phụ nữ lẳng lơ. Vậy đâu là con người thật của Wanda Nara, người bạn đời gây nhiều tranh cãi của cầu thủ Mauro Icardi? Người dẫn chương trình, phóng viên, người mẫu, quản lý, vợ cầu thủ, thật khó để định nghĩa Wanda Nara. Nhưng có một điều chắc chắn, người phụ nữ Argentina này là một ngôi sao ở đất nước cô. Thậm chí cô còn nổi tiếng hơn cả Mauro Icardi. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2006, Wanda tròn 20 tuổi và đã sớm đón nhận thị phi bởi cô có mối quan hệ tình ái chớp nhoáng với Maradona. Cô đã lọt vào ống kính những tay săn ảnh đứng đầy ngoài khách sạn Galon, nơi huyền thoại Diego đang cư trú. Khi bước vào phòng của Maradona, cô mặc một chiếc quần ngắn gợi cảm. Truyền thông Argentina thời điểm đó phát sốt lên vì một cô gái từ trên trời rơi xuống cuộc đời của Maradona. Ngày hôm sau, Wanda được mời đến một chương trình truyền hình nổi tiếng, Language Mitali Grant. Ở đó, người dẫn chương trình đã khơi lại phi vụ bắt quả tang không lấy gì làm hay ho của Wanda. Le Grand nói, tôi ở ngay căn phòng khách sạn kế bên nhưng tôi sẽ không kể chính xác những gì đã diễn ra. Những gì tôi có thể nói, đó là tôi mất ngủ đến tận 9 giờ sáng hôm sau vì các bạn. Trong khi đó, Wanda một mực khẳng định cô và Maradona chỉ là bạn. Báo chí liên tục gọi Wanda là cô ả quyến rũ Maradona, nhưng đó chưa phải là tất cả. 2 năm sau scandal này, Wanda lên xe hoa với một cầu thủ là Maradona. Không phải, đó là Maxi Lopez. Một cuộc sống mới mở ra với Wanda. Cặp đôi đã chuyển đến Ý sinh sống và bắt đầu một chuỗi rắc rối. Năm 2013, Wanda tiếp tục gây bão khi cô lừa dối chồng, vụng trộm với Mauro Icardi, đồng đội và cũng là bạn tốt của Maxi Lopez. Hành động phản bội này không thể tha thứ được. Maxi nghỉ chơi với Mauro và hủy hoại thanh danh của Wanda trên mặt báo. 5 năm sau, Lopez vẫn cảm thấy suy sụp. Anh nói, tôi chỉ nói chuyện với các con mà không hề gặp được chúng. Tôi đang ở trong tình trạng khó khăn. Tôi mong Wanda sẽ hiểu và một ngày nào đó sẽ cho tôi gặp chúng. Wanda thì ngày một ma quái, không chỉ trong tính cách mà cả trong công việc quản lý của cô. Cô phụ trách sự nghiệp của cầu thủ Mauro Icardi và trở thành cơn ác mộng với các đội bóng. Cô nói, tôi là người phụ nữ duy nhất có thể kiếm tiền cho chồng. Tôi đang cách mạng hóa nền bóng đá. Tôi hiểu về kinh doanh hơn ai hết. Tôi biết cái gì mang lại lợi nhuận. Có thể Wanda xuất sắc trong lĩnh vực này, nhưng tính khí nóng như lửa của cô có thể gây rắc rối với chồng cô. Wanda từng có một bình luận gây rạn nứt mối quan hệ giữa Mauro và Inter. Nếu được chọn giữa việc bán Mauro hay mua 9 cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt cho Mauro, tôi sẽ chọn phương án 2. Cô cũng không ngại ngần chỉ trích các cầu thủ của Inter. Perisic đã chơi tệ trong thời gian dài và ý muốn rời đi của anh ấy có thể liên quan đến vấn đề cá nhân. Với tư cách đội trưởng, Icardi đáng lẽ nên lên tiếng trước lời bình luận của vợ mình. Vậy mà anh ấy im lặng, một động thái rất tệ trong mắt đội bóng Inter. Mauro đã đánh mất bằng đội trưởng trước khi mất luôn cả vị trí trong đội bóng. Vậy là quá đủ cho Wanda Nara. Trên chương trình bóng đá Ý mang tên Tiki Taka, cô ấy đã khóc và thốt lên. Cho hề gì thế này? Cái gì đến đã phải đến. Icardi bị buộc phải xách vali ra khỏi Inter vào tháng 9 năm 2019. Anh chuyển tới Paris Saint-Germain theo yêu cầu của Wanda. Đây sẽ là một chương tuyệt đẹp hay tuyệt vọng trong đời cầu thủ của Mauro. Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ và hành xử của vợ anh, Wanda Nara. Tội ngoại tình của David Beckham đã có thể phá hủy mọi thứ. Victoria đã hủy hoại sự nghiệp của chồng cô. Đó là những gì dư luận và Sir Alex Ferguson từng nói về cặp đôi David và Victoria Beckham. Vậy tại sao họ vẫn duy trì được đế chế của riêng mình sau bao nhiêu giông bão như vậy? Nếu nhìn qua, gia đình Beckham thật hoàn hảo, giàu có, hào nhoáng, thành đạt. Nhưng thực chất họ đã trải qua rất nhiều thử thách. Khi David gặp Victoria vào năm 1997, anh ấy mới chỉ là một chàng cầu thủ triển vọng. Trong trận đấu giữa Man United và Chelsea, cả hai đã thực sự yêu nhau sâu đậm. Victoria từng là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls. Truyền thông đã phát sốt vì cặp đôi ca sĩ và cầu thủ mới nổi này. Họ trở thành tâm điểm của các tay săn ảnh. Sau đám cưới năm 1999, họ có với nhau 2 cậu con trai là Brooklyn và Romeo. Victoria rẽ hướng sự nghiệp, trở thành nhà thiết kế thời trang. David Beckham hưởng lợi từ sự thay đổi này. Đẹp trai, tài năng, phong cách. Hào quang của David Beckham đã vượt quá giới hạn của một cầu thủ. Anh ấy chính thức trở thành một thương hiệu cá nhân. Anh rời Manchester United để gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, theo lời của Ferguson, Beckham đã không còn là một cầu thủ nữa rồi. Ông nói, khi anh ấy 12 tuổi, chơi dưới sự dẫn dắt của tôi, ước mơ lớn nhất của Beckham là trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể. Anh ấy rèn luyện không ngừng nghỉ, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi anh ấy gặp cô ca sĩ của Spice Girls đó. Động lực của David cũng thay đổi. Anh ấy theo đuổi việc xây dựng hình ảnh cá nhân thay vì tập trung vào đá bóng. Vì vậy, bán anh ấy cho Real Madrid là việc đúng đắn.
bỏ qua sự chỉ trích của người thầy cũ, danh tiếng của anh lên một tầm cao mới ở Madrid. Là cầu thủ ngôi sao, anh ấy trở thành biểu tượng toàn cầu và giành danh hiệu tại La Liga. Tuy nhiên, thành đạt đôi khi đi kèm với rắc rối. Năm 2004, tin đồn David Beckham phản bội Victoria để cặp kè với Rebecca Lewis, trợ lý của anh tại Madrid bị lan truyền. Anh đã thất bại trong việc bảo chữa cho chính mình. Nhưng bất chấp tất cả, Victoria vẫn tin tưởng chồng. Sóng gió gia đình họ tạm qua đi nhờ sự ra đời của cậu con trai thứ ba. Cả nhà quyết định chuyển đến Los Angeles sinh sống, mở ra một chương mới trong cuộc đời họ. Hàng xóm của họ toàn là ngôi sao hạng A Hollywood như Will Smith hay Tom Cruise. Cựu ca sĩ nhóm Spice Girls thực sự đang sống trong mơ. Cô trở thành doanh nhân người Anh thành đạt nhất tại nước Mỹ. Lợi nhuận của cô tăng từ 1,4 triệu đô đến 40 triệu đô la. Giờ đây thì hình ảnh gia đình hạnh phúc đã giúp họ kiếm thêm được rất nhiều tiền. Luis Suarez gặp Sofia vào năm 15 tuổi. Anh không thể lường thử thách nào đang đợi họ ở phía trước. Anh cũng không hề biết rằng đây chính là người phụ nữ sẽ giúp anh trở thành một trong những cầu thủ khoác áo số 9 xuất sắc nhất thế giới. 15 tuổi, Luis Suarez gặp cô gái 13 tuổi Sofia. Tình yêu đến với họ chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Bố mẹ Luis đã ly dị. Người bố bỏ nhà ra đi khi cậu mới 12 tuổi. Xuất phát điểm rất khiêm tốn, anh từng làm công việc lau sàn và xe hơi để kiếm sống. Lúc đó, cậu nhóc Luis chưa chơi bóng đá với thái độ nghiêm túc. Cậu kết thân với nhóm bạn nghịch ngợm và ham chơi. Tuy nhiên, khi gặp Sofia, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh ấy nói, Sofia đã thức tỉnh tôi. Cô ấy giúp tôi nhận ra bóng đá quan trọng với tôi thế nào. Thật không may, cặp đôi phải đối mặt với một thử thách lớn. Gia đình Sofia phải chuyển đến Barcelona để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời điểm đó, họ bị chia cắt bởi một đại dương. Sofia nói, đêm trước khi tôi bay, chúng tôi ngồi ở bến xe buýt và khóc. Chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chính vết thương lòng này đã khiến Luis Suarez mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí để trở thành cầu thủ giỏi, với quyết tâm đến châu Âu chơi bóng và gặp lại Sofia. Năm 19 tuổi, anh gia nhập đội bóng Groningen ở Hà Lan. Anh ấy nói, nếu Sofia vẫn ở quê nhà Uruguay, tôi không nghĩ mình có cơ hội đến Groningen. Những ngày tháng bắt đầu của tôi thật sự khó khăn. Nhưng tôi muốn sống gần Sofia, chúng tôi đã phải kiên nhẫn rất nhiều. Luis và Sofia quyết định sống cùng nhau ở Hà Lan. Luis sau đó đã ký hợp đồng với Ajax và rồi Liverpool, nơi anh ấy thực sự là một quái thú. Anh gia nhập Barcelona vào năm 2014 và giờ đã trở thành một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới. Suarez ngày càng hoàn thiện bản thân nhờ người vợ của mình. Bạn có nhận ra anh ấy ngày càng đĩnh đạc và ít bị lôi vào những chuyện thị phi không? Sofia đã góp công lớn cho việc này. Anh nói, vợ tôi nhắc nhở tôi rằng anh đã tranh cãi với trọng tài và hàng hậu vệ quá nhiều, anh nên kiềm chế lại. Luis Suarez và Sofia hiện đang có đời sống hôn nhân hạnh phúc với ba đứa trẻ. Những thành công của anh ngày hôm nay trên đấu trường châu Âu không thể không có bàn tay giúp đỡ của người vợ Sofia. Cô ấy là người vợ kín tiếng nhất giới bóng đá. Không có cô ấy, Salah chưa chắc đã đạt được những thành công như ngày hôm nay. Vậy Marquy đã chinh phục trái tim của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như thế nào? Đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người phụ nữ. Chúng ta có thể kể đến các bóng hồng như Georgina của Cristiano Ronaldo, Antonella của Lionel Messi, Shakira của Gerard Piqué. Luôn có những phụ nữ tuyệt vời làm hậu phương vững chắc cho các cầu thủ. Nhưng Marquy Salah không giống bất kỳ người vợ cầu thủ nào. Các cặp vợ chồng cầu thủ khác rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội và tham gia trả lời phỏng vấn. Marquy thì ngược lại, cô chỉ xuất hiện trước truyền thông 4 lần. Chúng ta nhìn thấy cô ấy 2 lần vào buổi lễ cuối mùa giải ở Anh. Đặc biệt, một trong số đó chính là lần Mohamed Salah nhận giải chiếc giày vàng. 2 lần tiếp theo, Marquy xuất hiện trên khán đài của sân Anfield trong trận đấu giữa Liverpool và Barcelona. Mohamed và Marquy cưới nhau vào năm 2013 khi Salah đang thi đấu cho đội bóng Bayern ở Thụy Sĩ. Hai người lần đầu gặp nhau ở trường trung học và sống trong cùng một ngôi làng ở Ai Cập. Tình yêu của họ luôn bền chặt theo thời gian, cho dù Salah có nổi tiếng hay không. Marquy làm việc trong ngành công nghệ sinh học. Cô ấy là người có trái tim nhân hậu. Đó chính là lý do mà Mohamed rất yêu cô. Gia đình vô cùng quan trọng với Salah, nên anh luôn cố gắng bảo vệ họ khỏi ống kính máy quay. Marquy và Salah còn hợp nhau ở đức tin. Họ đặt tên cô con gái là Mecca, phát âm giống Mecca, tên thành phố linh thiêng của tín đồ Hồi giáo. Mecca đã làm tan chảy trái tim của các cổ động viên khi cô bé chạy vào sân với bố vào trận đấu cuối cùng của mùa giải vừa qua. Marquy và Mecca luôn bên cạnh ủng hộ Salah. Marquy giúp Salah cân bằng tâm lý và vững vàng trước mọi khó khăn. Cô ấy cũng hỗ trợ cho Salah trong các dự án từ thiện. Cùng người vợ nhân hậu của mình,
Salah giúp đỡ những người vô gia cư để họ có cuộc sống tốt hơn. Hamdino, huấn luyện viên đầu tiên của Salah nói rằng Mohamed luôn nghĩ đến người kém may mắn hơn mình từ khi anh ấy còn trẻ. Năm 10 tuổi, anh ấy được đào tạo ở một đội bóng làng. Có một đàn chó con bị bỏ rơi trong sân tập. Anh ấy mang thức ăn đến cho chúng hàng ngày. Anh ấy là người như vậy, có trái tim nồng ấm và sẵn sàng cho đi. Salah đơn giản là một con người hào phóng, khiêm tốn và kín tiếng. Vợ anh cũng vậy, một cặp trời sinh. Salah là cầu thủ đẳng cấp thế giới như ngày hôm nay nhờ công rất lớn của người vợ thầm lặng Maki. Ivan Rakitic đã tìm thấy tình yêu đích thực với người vợ Raquel của mình. Tuy nhiên trước đó, quá trình chinh phục Raquel không hề đơn giản. Anh nói, đó là thử thách khó khăn nhất của tôi. Nó còn khó hơn việc vô địch Champions League. Sau đây sẽ là câu chuyện. Làm thế nào để một buổi tối, một ly rượu và một cơ hội thay đổi sự nghiệp và cuộc sống của chàng cầu thủ Barcelona. Năm 2011, Ivan Rakitic tròn 21 tuổi. Sau khi thành công ở Đức, anh gia nhập đội bóng Sevilla. Ivan Rakitic có mặt tại Tây Ban Nha trong đêm vì anh phải ký hợp đồng vào ngay sáng hôm sau. Anh nói, khi tới khách sạn, tôi rủ anh trai tôi đi uống một chút trước khi đi ngủ. Chính lời rủ rê đó đã thay đổi cuộc sống của tôi bởi cô gái làm việc trong quán bar khách sạn thật tuyệt vời. Sau cuộc gặp gỡ, Ivan có thêm mục tiêu. Có rất nhiều đội bóng lớn muốn có anh, nhưng anh kiên định với sự lựa chọn Tây Ban Nha của mình. Anh nói, anh trai tôi hỏi tôi muốn làm gì. Tôi chỉ tay về hướng quán bar và nói, anh có nhìn thấy cô bồi bàn không? Tôi sẽ ở đây chơi cho Sevin và tôi sẽ cưới cô gái đó. Ngày hôm sau, anh trở thành cầu thủ của đội bóng Sevin trong vòng 3 tháng. Anh ấy sống tạm ở khách sạn cho đến khi tìm được nhà. Mỗi sáng anh đều ngắm nhìn cô bồi bàn. Tôi đã tiếp cận và hỏi cô ấy muốn đi chơi với tôi 20 đến 30 lần. Cô ấy luôn lấy cớ bận việc và phải đi ngủ sớm để từ chối. Một hôm, Raquel tiết lộ lý do vì sao cô không muốn đi chơi với anh. Cô nói, anh là cầu thủ, anh sẽ chuyển đến đất nước khác vào năm tới. Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Ivan rất buồn. Anh nói, có lẽ cô ấy không nghĩ tôi sẽ chơi tốt và Sevin sẽ gọi tôi vào mùa hè. Vì lẽ đó, Ivan càng thêm quyết tâm khẳng định mình ở Sevin. Trong khi được đào tạo, anh luôn tâm niệm mình phải giành được một suất chính thức trong đội bóng để có thể ở lại Tây Ban Nha lâu dài và có cơ hội chiếm lấy trái tim của Raquel. 7 tháng sau, Rakitic đã trở thành cầu thủ chính của đội bóng Sevin. Cuối cùng thì Raquel cũng đồng ý đi chơi với Ivan. Cô nói, chúng tôi hẹn nhau ăn trưa lần đầu và bắt đầu hẹn hò từ đó. Đến nay họ đã có 6 năm bên nhau với hai thiên thần xinh xắn. Ivan Rakitic trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất ở châu Âu. Anh đã cùng đội bóng Barcelona giành chức vô địch Champions League. Anh cũng chơi ở vòng chung kết World Cup cho màu áo của Croatia. Sự nghiệp và cuộc sống riêng viên mãn của Ivan bắt nguồn từ một cốc rượu trong quán bar khách sạn vào một buổi tối mùa hè năm 2011.